phần xét thứ 5 xong tôi rồi. Câu giờ tao em ăn câu đam thôi. Dạ. Quân thi thứ 5 này cao đam thôi em ơi, không tăng trực tiếp được, đánh thốn lắm. Nãy mình chém được mớ đam rồi, cứ từ từ bình tĩnh thôi, nôn gì. À, thấy chưa, chạy. À, đánh cái thiếu lâm này chắc mình phải câu giờ anh em ơi, câu đến hết giờ thôi, hết giờ mới ăn được, một ăn hai thua thôi. Hôm trước mình thua một trận rồi, hôm nay mình phải ăn nữa sao thua được. Quân ơi, muốn nhiệt tình vào. Anh đam mà lo anh lủi ngay anh em. Mình chưa chắc anh đam hay chưa, nhưng mà mình thấy thì mình đam đam nhiều hơn. Mình cứ câu đam thôi, nôn gì mà đánh. Đánh như thiếu lâm đao mình phải bớt ca nè em ơi. Hôm trước mình thua một trận rồi, hơi đáng tiếc. Hôm trước mình thua một trận rất đáng tiếc. Anh đam không anh em bình chọn thấy anh đam không anh em bình chọn thử liệu có anh đam không mọi người. Liệu có anh đam không anh em?
Anh đam không anh em? Mình câu giờ thôi anh em ơi, đánh với Thiếu Lâm mình không kết thúc được Thiếu Lâm đâu mọi người ơi. Phải đánh cái chiến thuật thôi. Chón này, đó, chón bắt này, chạy này. Đó. Chứ nếu mà mình tăng Thiếu Lâm là chắc chắn anh em là thua, không ấm được. Mình câu đam thôi anh em ơi. Khoảng tầm 1-2 phút thì mình bung thở lực ra mình đánh. Bung thở lực ra mình đánh phát cuối thì sẽ rất là ngon. 4 phút. Rồi đẹp rồi, đẹp rồi. Theo hai người chắc ăn đam nhiều rồi anh em ơi. Nhưng mà mình phải cố gắng chón liên tục. Chón được là mình ăn thôi, nói chung chón được là mình xuống đường quấn thôi. Khó bắt chón lắm. Tại vì Thiếu Lâm đó đang khoảng 80 thời gian chón á. Nên là còn nói chung là rất khó bắt chón. Cho dù chiều chón mà đang mát nha, chiều chón mà đang mát luôn á. Chiều chón mà đang mát luôn anh em. Không chón hay không? Bắt không chón được. Chón này, đó, bắn. Ây da, ây da, ây da, ây da. Từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh người anh em. Từ từ bình tĩnh người anh em. 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 Không chón được. Rồi anh đam chắc luôn, vẫn thiệt. Mình đang đam chắc luôn em ơi, không thua đam được đâu. 2 phút, ok. Bung thử lực đánh này. Được hả? Các cái bùa đó. Không chón được. Hất bùa trong đầu rồi. À ok, cá bùa rồi. 1 phút. Thánh không? Thánh nha anh em, thánh nha, thánh đam nha. Thấy chưa? Hôm trước là mình không có tay chón. Thánh đam anh em ơi. Thiếu Lâm đó hôm trước mình thua một trận, hôm nay là mình phải rút kinh nghiệm mình thắng liền hả chưa? Win này, được rồi, thắng lượng đam bao nhiêu?
Bị của mình là 76.000, đội của bạn bị trúng 76k, đối phương bị trúng 94k. Anh em thấy ok không? Thắng hơn 20k đam luôn nha. Thắng hơn 18k, hơn 18k đam ấy. Ok, giá là ok rồi anh em ơi. Mua thể lực rồi, chiến tiếp trận tiếp tục thôi.